Xin kính chào các bác, tiếp tục một video báo giá những chiếc âm ly săn xui và những dòng âm ly mặt đen hạng nặng. Đó, đây là những chiếc âm ly hạng nặng các bác nhé. Những bác thích kiếm những chiếc âm ly khủng và nó oánh 8 sò, nguồn khủng, nặng trịch, thì đây là video báo giá rất là nhiều sản phẩm, giá rất là tốt các bác ạ. Thì ở đầu video các bác có nhu cầu mua sắm hay tư vấn, các bác cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua hai số trên. Các bác đừng quên cho em xin phím like sau mỗi video. Và bây giờ em sẽ đi vào báo giá những dòng âm ly săn xui hiện tại đang có mặt tại cửa hàng em. Và đây là những dòng âm ly săn xui cực kỳ dễ chơi và dễ ghép các bác ạ. Đầu tiên là một chiếc săn xui 607i các bác nhá. Vẫn như thường lệ, những chiếc 607i về nhà em rất mới lần này các bác, về mới đét luôn. Thì những dòng 607i này là một dòng đánh 8 sò, công suất là 230W, những dòng âm ly của săn xui hàng khủng mà giá rẻ, thì có 607i và 607 trơn. Thì 607i này thì giá bình thường nó khoảng 6,3 triệu, 6,4 triệu các bác nhé. Nhưng với thời điểm hiện tại thì bọn em đang cung cấp những con đẹp xuất sắc như vậy các bác, rất đẹp luôn. 607i các bác ạ, giá chỉ có 5,900,000 đồng thôi. Các bác thích vừa nghe vừa hát vụt mạnh thì chơi con 607i cho em. Đó, em có một chiếc ở đây. Và 607i này nó là dòng mặt gương rất bóng luôn các bác ạ. Em chưa lau sạch đâu các bác. Và nó có nút lâu lớt này và nút tông bát chép rất là cơ bản các bác. Phím của nó rất là cơ bản, ba lăng và nút direct vậy thôi. Volume và dòng 607i này các bác có thể ghép với những dòng loa Yamaha rất là hay, 590, 690, những dòng NX của Yamaha, 500X monitor, 700X monitor, vân 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 các bác nhá. Và các bác có thể chơi những dòng loa có cái trở kháng thấp, ví dụ như dòng Diatone DS77 hay những dòng 37B đấy, hay 73B các bác, chơi rất là tốt luôn. Quay trở lại với dòng 73B và 37B thì em có hai cặp 37B ở đây. Đó, hai cặp rất đẹp luôn các bác nhá, thùng vách đẹp xuất sắc luôn các bác, từ ấy căng đến loa rất là đẹp. Thì hai cặp 37B này nó rất là đẹp các bác nhá, 37B các bác. Thì hai cặp nó đẹp như nhau luôn, thùng vách đẹp như nhau các bác. Đó, còn hai cặp ở đây, các bác có thể lựa chọn hai cặp các bác nhé. Thì 37B dòng này có thể vừa nghe vừa hát, có hai vi tinh chỉnh các bác, 80W và 6 ohm, vụt với săn xui 607i rất là hợp các bác. Các bác thấy, các bác có thể chơi cặp loa này với 607i. Thì cặp này bình thường em bán với giá nó là 8,6 triệu các bác nhé, với 8,3 triệu. Thì các bác có nhu cầu lấy, trong video này em để các bác giá hai cặp này bằng giá nhau luôn, đẹp xuất sắc, để các bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 7,900,000 đồng thôi, 7,9 triệu rồi các bác. Giá chưa đến 8 triệu một cặp bát 30 của những dòng Diatone 37 với 73 giờ lên giá rất là cao các bác. Các bác có thể chơi cặp 73B màu vàng đó các bác, 73B bát vàng này các bác, 73D các bác, AV luôn các bác nhé, đuôi AV luôn. Đây là những dòng đuôi cuối của dòng 73 các bác. Thì dòng này là 8,800,000 đồng thời điểm hiện tại, giá rất là tốt rồi. Các bác có nhu cầu lấy thì em để cho các bác giá 8,6 triệu các bác nhé. Đó, những dòng 73D này thì nó là dòng nâng cấp của 37D kia các bác. Thì nó tương tự như nhau thôi, nhưng cái dòng 73 kia nó đẹp hơn một chút các bác. Đó, đây 37B các bác, đều là thùng bát 30 cả của Diatone. Nhưng cặp này giá chỉ có 6,9 triệu thôi các bác nhé. Giá rất là, 7,9 triệu thôi các bác, giá rất là rẻ luôn, chưa đến 8 triệu các bác. Đó, quay sang bên này, tiếp tục với dòng săn xui có 707 mặt gương các bác nhé. Đó, AU707 Alpha này các bác, rất đẹp luôn. Đó, chưa vệ sinh đâu, em lau rất là đẹp luôn các bác. 707 này là dòng 8 sò hàng khủng các bác nhé, rất khủng luôn, 320W hàng khủng. Nó là dòng 707 thì các bác yên tâm về công lực của nó rất mạnh luôn các bác, nó nặng khoảng gần 20 cân gì đó các bác. Với cái thằng 707 này thì bình thường giá nó khoảng độ 10,3 triệu, 10,4 triệu các bác nhé. Đó các bác, các bác lấy thì em để các bác giá 9,9 triệu rồi các bác, chưa đến 10 triệu, 9,9 triệu thôi, rất là đẹp luôn các bác, hàng tuyển các bác ạ. 9,9 triệu. Và 607DR, một sự lựa chọn tuyệt vời hơn 607 LX Tra, ruột gan giống hệt, và con này là đời nó còn cao hơn 607 LX Tra các bác nhé, tất cả mọi thứ luôn, nguyên cái xốp bên trong các bác, mấy cái hạt xốp phía trong các bác. Đó các bác, còn nguyên mấy cái hạt xốp phía trong luôn, em sẽ lôi ra. Đó các bác, thì đây là chiếc âm ly 607DR bọn em về rất là đẹp các bác, nó rất là đẹp luôn, có hai chiếc rất là đẹp các bác.
SW7DR này bình thường giá nó 7,6 triệu các bác nhá. Thì các bác lấy để các bác giá 7,3 triệu thôi. SW7DR 7,3 triệu. Giá vào mùa hè nóng lực này luôn luôn giá tốt các bác nhá. Giá rất tốt luôn các bác. Đẹp xuất sắc các bác ạ. Đó. Những cái dòng này thì nó là những dòng âm ly khỏe rồi, vừa nghe vừa hát, hay cũng như là ghép những cái dòng loa khó đánh. Rất là ngon các bác. Từ loa bát 30, bát 40 bác vụt thoải mái đi. Nên những cái mã DR này rồi thì nó rất là khỏe các bác. Và thằng này nó cũng sử dụng sò láp cũng như là cái công nghệ giống hệt lưới cha, nhưng giá lại rẻ hơn lưới cha rất là nhiều. Các bác lưu giúp em nhé. Mọi thứ giống hệt lưới cha, không khác cái gì cả. Đấy, nói có sách mách có chứng thì nhà em đang có một chiếc lưới cha ở đây các bác. Nó giống hệt 100% luôn. Và các bác có thể lên trên trang web Google, bác gõ 607 lưới cha Zata và gõ tiếp là 607 DR Zata các bác nhé. Thì nó sẽ ra hai cái thông số của hai con này. Con 607 lưỡi cha này sản xuất vào năm 76 và 78. Con kia nó sản xuất vào năm 81, 82. Nghĩa là nó là dòng đời cao hơn cái thằng lưỡi cha này. Về công nghệ thì như nhau. Đó, về mặt mũi thì con 607 DR này nó được nâng cấp lên. Mặt của nó là mặt hiện đại hơn. Và nó gần tiếp cận với những dòng mặt high-end. Ví dụ như 607 NRA các bác nhá. Đó, mặt nó mặt vuông. Còn cái thằng LX cha và X cha thì nó vẫn là mặt kiểu của dòng alpha này thôi. Các bác. Mặt kiểu như vậy, các bác lưu giúp em nhé. Thì lưỡi cha thì không hiểu tại sao giá nhập về cũng rất là cao. Đó, do nhu cầu các bác thích dòng lưỡi cha. Về cơ bản thì chơi 607DR giá nó tốt hơn và mọi thứ đều như nhau các bác ạ. Thậm chí cái con tụ ở trong phần công suất ấy, của thằng DR ấy, nó có hai con tụ ở phần mạch dề đi vào công suất ấy, nó có hai tụ lọc lớn hơn một chút. Các bác tháo main ra các bác có thể để ý như bác về kỹ thuật các bác nha, các bác có thể để ý hàng tụ nó có chỉ số thì như nhau nhưng mà cái số vô nó lớn hơn, con tụ nó nhìn to hơn. Thế như vậy là cái hiệu quả con tụ sẽ tốt hơn các bác. Đó là cái nâng cấp của hãng nhưng không ai hãng nó không nói, và cũng như là các bác thợ kỹ thuật lôi ra sẽ biết, không nào sẽ có video so sánh cho bác xem. Đó thì 67 lưỡi cha này giá bình thường nó là 9 triệu mấy các bác, thì để các bác giá 8 triệu 8 các bác nhé. 67 lưỡi cha đẹp xuất sắc luôn, 8 triệu 8 các bác. Đó, 717V, 7.800.000 đồng. Đây là những con âm ly hàng khủng của thằng Pioneer. Nếu mà để so sánh sang với 607 lưỡi cha cũng như là dòng 607 nói chung thì con 717 này nó có cái công lực mạnh hơn và chất tiếng của nó cũng nhỉnh hơn, nó linh kiện cao cấp hơn, nhưng mà nó lại giá tốt hơn các bác, giá nó rẻ hơn. Hai biến thế nguồn cực kỳ lớn các bác nhá, tản nhiệt tổ ong và lưới tổ ong các bác. Thằng này đánh 8 sò xanh đen Toshiba. Đó các bác. Và đánh với cái công lực của nó thì các bác yên tâm, chơi bất kỳ dòng loa gì trên thị trường nó đều chơi ngon cả, kể cả những dòng loa cây, loa cột các bác nhé. Rất khủng luôn, con em nhớ không nhầm là đâu đó hơn 300W thì nó rất khủng luôn. Nói chung watt các bác không phải lo về những dòng này. Những cái dòng này thì các bác yên tâm, không một dòng loa nào làm khó tính nữa cả. Với những con âm ly nặng khoảng 20 cân như vậy các bác nhé. Hai biến thế nguồn rất to các bác. 717V này thì giá cao hơn 717 thường. 717 thường này thì nó là dòng đời trước. 717V nó là nâng cấp, V là 5 la mã các bác. Chữ V nó chính là 5 la mã các bác. 717 trơn này thì giá bình thường nó 7,3 triệu các bác nhé. Đó các bác, đến 7,8 triệu. Nói chung giá xem nhau, con kia sẽ cao hơn một chút. Con kia bình thường nó khoảng 8 triệu. Con này các bác lấy thì em để các bác giá 7,2 triệu các bác nhé. Đó các bác, 717 trơn. Nó giống hệt nhau các bác, đều khủng hết các bác ạ. 8 sò. Những con đấm đi khủng này các bác khỏi phải lo về đánh cái gì đi các bác. Đó. Và tiếp nữa là một con âm ly đánh loa cây rất hay luôn các bác, có loa cây Mỹ và loa cây ở châu Âu các bác nhá. Mà giá rẻ. PM50, nó giá rất rẻ và ngon luôn. Đấy, mấu chốt con này các bác, mấu chốt của nó sử dụng 4 con sò Toshiba xanh đen lớn các bác. Dòng sò rất là to. Giống như dòng những dòng sò của Mazang đầu 9 và đầu 8 các bác nhá, sò rất lớn luôn các bác. Đó. 4 con sò to các bác. Mà con này mặt mũi rất là đẹp. Đánh loa bốt với loa cây rất là hay các bác ạ. Dòng là Mỹ cây 2 bát 20 các bác. Và con Mazang PM50 này các bác có nhu cầu lấy. Đây dòng này nó thiên về chất âm nhẹ nhàng các bác nhé. Mà một số dòng loa JB đánh vào rất là hay nữa. Hoặc là HPM100 đó các bác, những dòng loa độ nhạy cao đánh vào Mazang PM50 rất là tốt luôn. Đó các bác. Và Mazang PM50 này các bác lấy thì để các bác bình thường giá trên 4 triệu, 3,8 triệu thôi. Giá 3,8 triệu. Onkyo 927 mặt vàng chanh, âm ly rất là ngon luôn. 927 này các bác đánh với Technic SB6 hoặc những dòng loa của Nhật, ví dụ như để là HPM 100, HPM 70,
hay là những dòng Pioneer S180D, 180 nói chung các bác, 180 ba la mã vân vân. Đánh con Omni này ngon bổ rẻ hơn nhá, 925. Giá chỉ có con này giá bình thường nó là 5,3 triệu. Đấy, đây các bác giá 5 triệu tròn các bác, rất đẹp luôn. Nó 925, mặt vàng chanh, 8 sò. Đó, tiếp nữa là một con Omni Sansui 607 trơn các bác nhá. Đây dòng Sansui 607 cho sò sắt. Chất tiếng của nó các bác đánh với những dòng loa Avon chép đỏ và những dòng loa Mỹ cổ rất là hay luôn. Đó các bác. Đây là băng dính mới về chơi lâu đây các bác. Băng dính các bác nhá. Đó thì con Sansui 607 trơn này các bác có nhu cầu có cầu chữ U các bác nhá. Hai biến thế nguồn rất khủng, bốn tụ nguồn lớn. Hàng khủng các bác, rất nặng luôn. Cầu chữ U phía sau. Đó các bác, đây cầu chữ U đây. Công suất là 180W, hai cầu AB cộng B 4 đến 16 ohm. Các bác có nhu cầu lấy con này để các bác giá 4 triệu 600 nghìn đồng thôi. Giá rất là rẻ các bác. Đợt này về những con Sansui giá rất là rẻ luôn, rất nặng các bác. Giá này mà so với 8.800 la mã của Pioneer thì đập chết 8.800 la mã luôn các bác nhá. Từ chất âm cho đến hình thức cho đến độ lực các bác. Đó. À, bên này có còn một cặp Pioneer T7 các bác nhá. Đánh với những dòng Sansui rất là hay. Đó, Pioneer T7 giá 8.800 các bác nhá. Bát 30 đó các bác. T7 này đến những dòng loa khủng của Pioneer mà giá rất là rẻ các bác ạ. Đó, Pioneer T7 giá 8.800. Một cặp loa thùng gỗ rất đẹp các bác. Các bạn đánh với con Sansui D607 trơn kia hoặc 607 nói chung đó các bác, rất là hay các bác nhé. Hoặc dòng Victor GS, GIS 71, GIS 41, GIS 75, đó rất là hay luôn. Pioneer 8.800, 8.800 hay là mã 7.800 đánh vào T7 rất là hay các bác nhé. Đó. Ngoài ra thì ở đây em có một con âm ly, hai con âm ly xuất âm tụ của thằng Đền Ông. Một Đền Ông 700 cuối số, dòng sơ tụ chữ đỏ và một dòng là PM500. Em có hai con ở đây đấy các bác. Em định vệ sinh sạch để quay cho các bác xem, nhưng em sẽ để nguyên bụi lông các bác xem luôn đó các bác. Đây là một con âm ly cuối số của dòng chữ đỏ, đó là PM700 các bác nhá. Tình trạng đẹp xuất sắc luôn, từ hồi gỗ đến âm ly là rất là đẹp các bác nhá. Đó, bên này con 500 các bác. Thì dòng 500 thì nó sử dụng sò Motorola các bác nhá, 4 sò Motorola. Lên với dòng 700 thì nó sử dụng bằng 4 sò sắt Sanken các bác. Đó, dòng 700. Thì công lực của nó thì với cái dòng 700 này nó được tích hợp thêm một con tụ lọc âm, một con tụ xuất âm của cái hệ thống mạch dề đường vào các bác. Còn dòng này đơn giản nó chỉ là xuất âm tụ ở trên cái phần công suất của nó thôi, các bác có thể nhìn thấy đấy, thiết kế của nó đấy ạ. Có 4 con tụ đây các bác, 4 con tụ đấy ạ. Đây dòng xuất âm tụ ở trực tiếp luôn, con này nó xuất âm tụ từ cái mạch dề đi vào. Cái lợi thế của thằng 700 này sẽ em sẽ giải thích các bác là tại sao nó lại là xuất âm tụ ở phần mạch dề. Bình thường xuất âm tụ ở phần công suất thì nó có một cái nhược điểm là cái con tụ nó công suất nó mạnh hay không là do con tụ các bác nhá. Đó, nghĩa là con tụ nó phải làm việc rất là cật lực để mà khi mà đánh lớn các bác. Đó, cái nhược điểm của nó là nếu nó khô tụ thì con tụ nó kém thì chất âm nó đi kém theo các bác. Bởi vì là con tụ hoạt động rất là mạnh luôn ở điện áp lớn. Nhưng cái dòng xuất âm tụ về sau này có rất nhiều hãng, kể những dòng Fisher luôn, nó cho xuất âm tụ từ mạch dề đấy các bác nhé. Và cái tụ nguồn và nguồn của nó vẫn cung cấp rất là mạnh, nó cấp vào rất là mạnh. Và con nguồn này nó vẫn đánh bằng rơ le các bác nhé, để ý cho em. Những dòng xuất âm tụ thì không có rơ le đâu các bác. Nhưng riêng xuất âm tụ từ mạch dề này các bác, nghĩa là nó xuất âm tụ ở phần tín hiệu đầu vào. Đó, nó lọc âm từ cái tín hiệu đầu vào, nó sẽ đi vào công suất này. Đó, còn công suất thì nó vẫn mạnh như những dòng đánh class AB như bình thường, nhưng mà nó rất là mạnh. Nhưng mà tiếng nó lại trong như xuất âm tụ, sự kết hợp giữa class AB và xuất âm tụ ở mạch dề các bác nhé. Đó, cái này các bác phải tìm hiểu sâu mới biết các bác. Nghĩa là nó là tụ xuất từ mạch dề, nó không phải xuất trực tiếp từ đây. Ra đây vẫn đánh bằng rơ le các bác nhé, lưu giúp em. Còn thằng này không có rơ le, nó đánh thẳng trực tiếp qua bốn con tụ ấy luôn đó các bác. Thì cái ưu điểm của thằng này nó là công lực nó mạnh. Còn ưu điểm của thằng này ấy, thì là nó vẫn là những dòng xuất âm tụ nói chung thì nó có ưu điểm là chất âm trong trẻo và mạnh mẽ rồi. Đó, nhưng thằng này thì nó công lực nó mạnh hơn đó các bác, nó kết hợp của những dòng âm ly đời sau này và cái công nghệ xuất âm tụ về trước các bác nha. Đó, về thiết kế thì con 700 này nó là những dòng gọi là cuối số của dòng chữ đỏ các bác, chất âm thì khỏi phải nghĩ luôn. Các bác có Yamaha NS1000 monitor đánh vào con này rất là hay các bác nhá, cực kỳ hay luôn. Ngày trước em có chơi một bộ, chính ngày xưa em chơi một bộ là PM700 này với Yamaha NS1000 monitor, đó là bộ em để trong phòng của em, nghe rất hay luôn các bác.
Em nghe mãi mới bán bộ đó các bác. Đó các bác, nói thật với các bạn như vậy luôn. Đấy là những bộ rất là hay mà giá tốt các bác. PM700 này thời điểm năm ngoái các bác mua toàn là 8 triệu với lại 7 triệu rưỡi, 7 triệu 8 thôi. Đó các bác. Nhưng với năm nay thì giá rất là tốt luôn các bác nha. 6 triệu 500 nghìn đồng. Đó các bác, giá rất là tốt luôn. Để các bác giá cực kỳ tốt luôn, tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé, không thể đỡ được luôn. Nói chung là những con sữa âm tụ thời điểm này các bác mở ra ruột gan chưa vệ sinh mà nó đẹp như vậy thì không còn gì để bàn các bác, rất là đẹp luôn các bác. Đó, mặt mũi rất đẹp, hồi gỗ rất là đẹp luôn. Sang bên này con PM500. Đó các bác, cũng là những con âm đi đối tác tốt với những dòng loa cổ các bác nhé. Và nó rất là dễ phối ghép các bác ạ. Đó các bác, bụi lồng nguyên bản luôn. Đó các bác, PM500 này thì các bác có nhu cầu lấy, các bác yên tâm, những con này đánh loa bát 30 thoải mái luôn các bác nhé. Ví dụ Pioneer 755 hay 616 hay Pioneer 180A, 180D, NS1000 monitor hay những dòng Yamaha NS690, 590, 700X, đó, Diatone D77, Onkyo D77, chơi ngon các bác nhé, những dòng này chơi thoải mái luôn. Hay những dòng loa cổ, mắt cáo chơi rất ngon luôn. Nhất là những dòng loa mắt cáo các bác nhé, và những dòng loa Mỹ cổ. PM500 này cho Motorola để các bác giá, bình thường nó là 6 triệu với lại 5 triệu 8 thì các bác lấy em để các bác giá 5 triệu 300 nghìn đồng các bác nhé, 5 triệu 3 thôi. PM500 rất đẹp luôn các bác, hồi gỗ đây, cực kỳ đẹp các bác nhé. Nó các bác lưu ý giúp em, những con âm đi này là tình trạng đẹp xuất sắc luôn, hàng tuyển các bác ạ, các bác rất đẹp luôn. Đó, từ những con ốc các bác nhé, từ những con ốc luôn, nguyên zin hết luôn các bác ạ. Và sang bên này nữa là một con âm đi khủng 790, con này vừa về xong em đang bóc ra để nó còn nguyên rồi, sẽ hướng dẫn này các bác. Đó các bác, đời này thì nó vẫn là của Colombia các bác nhé, đây này vẫn là của Colombia, những cái đời đời nông và Colombia là vẫn là nguyên là một công ty thời điểm đó chưa tách ra các bác, rất là khủng luôn các bác, hàng này rất khủng các bác nhé, hàng rất khủng luôn, bụi lông này các bác rất đẹp luôn, đánh 8 sò công suất là 380W, hàng khủng, hàng tụ nguồn to như cổ chân của em luôn. Đó các bác, biến thế nguồn xuyến các bác nhé, con này thì nó là vụt các thể loại loa luôn, không một dòng loa nào có thể làm nó ngắn ngẩm các bác, rất là khủng luôn. Đây là những con 790 là cuối số của dòng 7 các bác, hàng khủng luôn các bác nhé, đầu 7 và đuôi 9 thì là cuối số rồi. Đánh hai câu AB cộng B 4-16 ohm, bát chét có nút cắt tần các bác nhé. Đó, lâu lớt này, mặt của nó là hồi gỗ này các bác, hồi gỗ đẹp xuất sắc luôn. Hai hồi gỗ này ốp vào thì nó sẽ size của nó phải đến 53, size to các bác nhé, size 53, 54 gì đó hay 52 gì đó, size rất to các bác, rất là to các bác ạ. Đây là lưng của nó đây. Đó các bác, thì con 790 này em sẽ để giá ở đầu tiêu đề luôn, em chưa nhớ giá nhập về, em sẽ để giá tiêu đề luôn, các bác có thể nhắn tin cho em. Đó, đây là con âm đi cuối video. Ngoài ra thì những dòng Pioneer i7 các bác nhá, i7 ở đây có 3 con nữa các bác, dòng i7 chất lượng giá 3,8 triệu các bác nhá, dòng i7 đánh được các thể loại loa luôn. Đó các bác, không dòng loa gì nó kén cả mà nhỏ mà có võ các bác, tốt hơn 7,900 mà giá rẻ hơn 7,900 cả triệu các bác. Đó, và một đôi Onkyo D77XX màu gold, bác nào lấy thì để các bác tình thương mến thương, giá 16,8 triệu các bác nhá, còn một cặp duy nhất thì các bác. Đó các bác, 16,8 triệu thôi. Đó, bây giờ em cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Đó, các bác có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em qua hai số trên. Những dòng âm ly khủng lần này về rất là đẹp các bác ạ. Các bác nhìn kỹ, rất là đẹp luôn các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Nó rất đẹp luôn. Và các bác có nhu cầu lấy cứ nhắn tin cho em qua hai số trên. Bây giờ em xin tạm dừng video. Xin chào các bác.